Đây, anh em mình sẽ tiếp tục làm về blockchain nhé. Đấy thì mình sẽ cần thêm một cái phương thức là sau kiểm tra blockchain. Kiểm tra blockchain là như thế nào? Là kiểm tra xem là chuỗi trước, xin lỗi, giá trị header của chuỗi này có tính đúng bằng hàm băm của body cộng với cả previous hash hay không. Có nghĩa là giá trị chấm cái gì nhá, header bằng hash của với cái hash body này chính là bằng data cộng với private hash. Đấy thì cái này chúng ta có thể kiểm tra ở một block, rất đơn giản thôi. Đấy, anh em mình kiểm tra ở một block và nối với cả nhiều với chuỗi, với một blockchain thì anh em mình chỉ kiểm tra tất cả các phần tử là được. Đấy, thì anh em mình làm một cái là hàm bốn verify block với một block b ở đây. Đấy thì anh em mình chỉ cần tính lại hàm hash của giá trị body và anh em mình kiểm tra với giá trị header được. Hàm hash của giá trị body tính bằng gì? String. Nhầm, quên. MD5 đâu nhỉ? Hash ở trong này nó tùng đây, to string 15 string body. String copy TMP bằng với giá trị này. Và nếu string compare của TMP với AB body này ta phải tự tính à. Tự tính thôi. Trên này có thêm giá trị data vào trong body này, preview hash vào body này, tính lại giá trị này này, copy lại vào thằng body này. Tính giá trị này, copy lại vào thằng body và kiểm tra string compare của giá trị này với giá trị header, đúng không? Em sẽ thấy ra anh em mình có giá trị body sẽ bằng cái chuỗi data nối với cả chuỗi private hash là hàm băm của hồi trước đấy và anh em mình chỉ cần băm lại thôi bằng cái hàm MD5 string băm lại cái giá trị body đó và đưa vào dạng chuỗi rồi chúng ta lưu trữ vào trong cái chuỗi hash body. Nếu mà chuỗi hash body với cả header này bằng không, return true, không return false. Đây là một cái để chúng ta kiểm tra một block liệu hoạt động đúng hay không. Và anh em mình có thể kiểm tra một block trên bằng cách là chúng ta sẽ kiểm tra toàn bộ các phần tử ở trong đấy.
block thứ y và bằng bằng false thì mình return false, nếu không thì mình return true. Đây, kiểm tra tất cả các phần tử bằng cách duyệt tất cả các phần tử từ y cho đến phần tử từ index. Đấy. Index là phần tử lớn nhất của thằng block này. Và nếu có phần tử nào không hợp lệ thì chúng ta return false, còn lại các mình return true. Đấy. Cái này thì đơn giản, trong này chắc chắn là phải đúng thôi, chứ mình ngay bản thân lúc mình tạo là mình đã tạo theo cái giá trị này rồi, không thể sai được. Anh em mình cứ phải kiểm tra cái đã. Define một là true, define không là false. Dẫn nhầm, ngược. Mở đóng ngoặc, thứ một là đóng ngoặc. Copy vẫn sai. Include 15 chấm hash. À, vừa mở project, xin lỗi nhầm. Open project. Đấy, thì để lại đây chúng ta đã tính ra một cái blockchain chạy chính xác rồi. Nhưng mà thế này này, anh em mình sẽ thấy là thực ra thì blockchain nó không đơn giản như thế, vì nếu mà anh em mình cứ tạo ra cái giá trị xong rồi anh em mình băm, xong anh em mình so sánh cái này thì nó cũng ai mà muốn sửa cái dữ liệu gì ấy, thì người ta chỉ cần tính lại toàn bộ cái giá trị băm là được. Và để tính lại một lần giá trị băm rất dễ. Anh em mình tưởng tượng có một data có thêm một cái private hash thì tính đến khối nào thì chúng ta tính tiếp một khối sau được ngay. Nó cực kỳ dễ. Thì vấn đề là blockchain được sử dụng ở trong một mạng ngang hàng, nghĩa là một loạt các máy tính khắp nơi để nó kết nối với nhau. Đấy. Và khi chúng ta thêm một phần tử vào thì mọi người sẽ tưởng tượng là thực ra thì mỗi thằng này nó sẽ có một cái blockchain riêng ở đây. Cái màu xanh xanh là blockchain nhé. Mỗi máy thì có một cái blockchain. Và ý tưởng đấy là khi một máy nào thêm một block nào mới, có nghĩa là chúng ta muốn thêm một phần tử mới vào đây, thì nó phải đưa đến tất cả các block khác, nó đưa đến tất cả các block khác, à, đưa đến tất cả các nhà máy khác.
ở các máy khác đồng ý thì nó mới thêm vào. Thế nên nếu mà chúng ta thêm một cách đơn giản, có nghĩa là chúng ta thêm như cái giá trị ở đây này, để thêm như kiểu chúng ta băm băm cái giá trị này chúng ta thêm vào, thì em tưởng tượng là nếu một thằng ở đấy nó muốn nghịch, nó muốn tấn công, nó thêm một loạt rất nhiều phần tử liên tiếp vào, đấy không? Thì cái mạng này nó sẽ bị nghẽn, bị tắc vì nó có quá nhiều máy tính, và nó sẽ phải có cơ chế làm thế nào để lan truyền tất cả các máy đồng ý với nhau, và nó phải có cơ chế để khắc phục cái thời gian bị chênh lệch. Nhỡ mà một thằng thằng này nó thêm 1.000 cái, thằng trên này nó cũng thêm 1.000 cái, thằng này nó cũng thêm 1 tỷ cái chẳng hạn. Đấy thì cái nào đứng trước cái nào đứng sau là rất mệt, người ta thêm phần tử đầu trước phần tử đằng sau mà rất mệt. Thế nên là ở blockchain ấy, người ta sinh ra một cái thuật toán đồng thuận. Là consensus algorithm. Cái từ thuật toán viết tiếng nào nhỉ? Thế à? Đây đây thuật toán đồng thuận. Đồng thuận có nghĩa là mình sẽ phải làm thế nào để chứng minh là mình sẽ cần thêm một khối mới vào, và nó sẽ không đơn giản bằng cách là chúng ta chỉ thêm khối đâu. Thuật toán đồng thuận này, theo theo như ngôn ngữ bình dân chúng ta hay nói, thì đây chính là đào coin. Cái đào coin mà trong Bitcoin hay Ethereum hay cả anh em nào mà chơi tiền kỹ thuật số nó hay nói ấy, thì đấy là cách cách để cho một khối mới được chấp nhận vào trong một blockchain. Đấy, chúng ta sẽ phải có một cái gọi là bằng chứng là chúng ta đã thêm một phần tử vào, thì chúng ta sẽ có một thuật toán consensus algorithm đầu tiên. Đấy, anh em mình cần biết đấy là thuật toán proof of work. Thuật toán này được sử dụng rất phổ biến ở trong Bitcoin và tạm thời Ethereum cũng đang sử dụng, và ngoài ra còn rất nhiều blockchain mới, blockchain cũ, xin lỗi nhầm, rất nhiều blockchain cũ đang sử dụng này. Thuật toán này chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ phải có một cái để chứng minh là cái phân tử mới của chúng ta xứng đáng được thêm vào chuỗi bằng một cái bằng chứng công việc, có nghĩa là bằng chứng là chúng ta đã tính được giá trị hash. Nhưng mà để nếu mà chỉ tính không cái này thì nó rất nhanh, nên là người ta mới sinh ra một cái là phải có một cái độ khó nhất định khi chúng ta thêm phần tử này. Đó, difficulty, chúng ta sẽ có một cái độ khó nhất định gọi là difficulty khi chúng ta thêm phần tử này. Độ khó này được phát biểu như sau, đó là một blockchain, sẽ là một khối khi thêm vào chuỗi khối thì phải đạt được độ khó difficulty, có nghĩa là cái giá trị băm là trừ difficulty bằng n đi. Đấy, có nghĩa là cái giá trị băm sau khi băm nó phải có n, ít nhất là n số 0 ở đầu. Wow. Biết lại nha. Một block khi được thêm vào khối, chúng ta chuỗi khối phải đạt được độ khó difficulty, tức là chuỗi băm phải có ít nhất n số 0 ở đầu. Đây nha. Anh em mình nghe có hiểu không? Có nghĩa là khi em băm ra Có anh. thì cái giá trị băm của nó phải có chẳng hạn là 0 0 0, xong rồi nó mới bắt đầu thêm các giá trị khác ở sau. Đấy thì ít nhất n số 0 ở đầu là thế. Nhưng mà làm sao mà chúng ta có thể băm ra được n số 0 ở đầu? Nghĩa là anh em mình nhớ hàm băm là hàm một chiều, mình không thể kiểm soát được cái thằng giá trị đằng sau, không thể kiểm soát được giá trị đằng sau, giá trị sau khi băm ấy. Thế nên là nếu mà chúng ta muốn băm với n số 0 ở đầu thì chúng ta sẽ phải thêm một giá trị vào trong cái chuỗi mà chúng ta cần băm. Hiện giờ cái chuỗi chúng ta cần băm sẽ có giá trị là hash của data cộng với cả period header, đúng không? Ở header của chỗ trước. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ thêm một thành phần vào trong này. Chúng ta sẽ gọi thêm thành phần này là thành phần giá trị nouns.
Now là một con số thách thức. Mình sẽ phải giải quyết con số này để tìm ra được bài toán, có nghĩa là thỏa mãn được cái giá trị difficulty. Giải quyết được xong thì chúng ta mới thêm khối này để vào trong chuỗi khối. Thế thì nouns này chúng ta được tính bằng cách vét cạn, có nghĩa là chúng ta sẽ thử tất cả các trường hợp giá trị nouns đi từ 0 trở lên. Xong rồi cứ nouns cộng cộng bên trên thôi. Chúng ta vét cạn là chúng ta sẽ thử tất cả các trường hợp cho đến khi cái giá trị này thỏa mãn cái difficulty. Được chưa? Có nghĩa là bây giờ cái giá trị mà chúng ta cần tính, giá trị hash mà chúng ta cần tính, nó không chỉ có nó không chỉ có data và previous nữa, previous header nữa, mà nó có cả thêm giá trị nouns nữa. Đấy, thì anh em mình sẽ nhớ ra một block bây giờ chúng ta ngoài cái header data và previous hash thì chúng ta phải có thêm một giá trị integer nouns ở đây cho anh. Và ở dưới này bước trên này thì chúng ta sẽ phải có thêm một cái giá trị là difficulty. Đó. Print by, print hash và qua này toString, cái này không cũng quan trọng rồi. Khởi tạo một block thì anh em mình sẽ tạo cho anh b chấm nào mà không ạ, đây tạo một block bằng cách là chúng ta khởi tạo block với giá trị data cat vào đây. Ở đây thì anh em mình sẽ cần thêm giá trị difficulty. Đây là độ khó tương ứng. Thì khi mà anh em mình tạo block thì ngoài việc cái tính này này thì anh em mình sẽ phải có cái giá trị nouns. Và anh em mình sẽ làm một vòng lặp. Nối cái phần data và phần hash và phần nouns vào trong chuỗi body. Sau đấy thì chúng ta sẽ tính cái chuỗi này. Được chưa? Tính cái chuỗi này. Thêm một cái 1000. Và nếu cái chuỗi này thỏa mãn cái độ khó difficulty, có nghĩa là có n số 0 ở đầu, có difficulty n số 0 ở đầu ấy, thì chúng ta sẽ dừng lại. Còn nếu không thì chúng ta sẽ phải tăng giá trị nào sang một đơn vị rồi chúng ta tính tiếp. Vậy thì để thỏa mãn giá trị difficulty thì chúng ta sẽ tạo ra một mảng có difficulty phân tử, xin lỗi, có difficulty số 0. Sao gì? Cách này chúng ta tạo ra một giá trị chasa PLP bằng chasa malloc của phần tử ở đây và gán tất cả các phần tử bằng không. Quên mất, cộng thêm một nữa. Riêng phần tử cuối cùng là từ này sẽ bằng sực không. Anh em mình hiểu đoạn này không? Đây là chúng ta sẽ tạo ra một chuỗi gồm có từng này phần tử và gắn tất cả các phần tử bằng không.
Hiểu không? Tìm Đó. Đó. thế mục tiêu của mình đơn giản là chúng ta sẽ tìm cái chuỗi đấy, đúng chưa? Chris string này này, anh em mình tạo ra một chuỗi này, xong rồi anh em mình sẽ tìm vị trí của chuỗi này trong cái chuỗi kia thông qua cái gì mà sắp string hay sao ấy, anh không nhớ lắm nữa. Chưa. Ôi, quay lại đây này. Chúng ta sẽ phải làm là tạo chuỗi có độ dài difficult đi toàn số không này. Đây là chúng ta tính giá trị băm của tính giá trị băm hash của data cộng với previous hash cộng với cả nouns. Đấy. Tiếp tục anh em mình kiểm tra thỏa mãn đúng không? Kiểm tra giá trị băm liệu có thỏa mãn difficult thì tức là substring của đây là string đi nhá. Ở trong thằng TMP của mình nó phải bằng bằng không. Thằng nếu không nhầm thì thằng substring này nó sẽ trả về vị trí của chuỗi con ở trong chuỗi to ấy. Thì nếu nó trả về không thì có nghĩa là nó trả về đúng vị trí đầu tiên thôi. Nếu đúng là cái chuỗi to là chúng ta có chứa cái chuỗi different string này này, difficult string này này ở vị trí không, chứng tỏ nó thỏa mãn. Thì dừng. Nếu không nào sẽ tăng nào lên một và tính lại. Để anh xem lại cái hàm substring ở trong này. Thằng này tự viết ra. Esther, đây. Hàm Esther sẽ tìm ở trong chuỗi S1 từ chuỗi S2 chuỗi S1 và trả về vị trí của lần xuất hiện đầu tiên của S2 trong S1. Có nghĩa là tìm string 2 trong string 1 đúng không? Tìm string 2 trong string 1. Hàm Esther. Nếu nếu vị trí của TLP phải bằng hoặc không thì anh em mình sẽ phải copy tự giá trị nouns và copy string copy của header về giá trị kia.
và return B ra ngoài. Còn nếu không thì anh em mình tăng NaN sang một đơn vị và anh em mình tính lại lần nữa. Print block data header print hash, anh em mình in thêm một chữ NaN sẽ được. Khởi tạo blockchain thì anh em mình sẽ anh nghĩ là chúng ta sẽ nên nhập vào chuyện riêng, anh em mình không cần phải thêm ở đây. Mỗi bước có thể có một giá trị difficulty khác nhau. Thêm một khối mới app block. Với một giá trị đi thử công ty nào đó thì anh em mình thêm vào trong này. Để verify thì ngoài cái giá trị kia thì anh em mình sẽ cần thêm giá trị nouns và công ty tương ứng. Đấy, khả năng là anh em mình sẽ phải thêm cái này, anh nghĩ sẽ thêm cái này vào tặng luôn cái tầm block. Mỗi khối thì sẽ có một giá trị độ khó khác nhau mà. Đấy, tạo chuỗi trong này thì anh em mình cũng không cần thay bán nữa. Mà sẽ sử dụng luôn là b chấm rồi khởi tạo blockchain ở block cái này đi. Cái này vẫn phải thêm vào chứ. Tên trùng nhau khó chịu nhỉ. Rồi thêm giá trị này vào, thêm giá trị difficult vào, kiểm tra một block. Mình không cần kiểm tra này nữa vì chúng ta bây giờ có sẵn thằng difficulty ở đây rồi. Body phải chấm difficulty tầng này thì chúng ta now sẽ tầng này thì chúng ta phải integer to array giá trị này, biến nó đoạn chuỗi đưa vào đây tính lại so sánh với cả header. Rồi, to fill integer to array. Số nguyên cái chuyển đổi ta ghét là chuỗi đích. Ok, base là cơ số chuyển đổi. Nó cơ số 10 đúng không? Như vậy thằng này sẽ cần thằng này này một chuỗi đích.
lắm, 50 số chứ bao nhiêu. Và anh em mình sẽ đưa giá trị này vào trong này. String cat của Fill agreement for blocks. Anh em mình sẽ thêm nó chỉ chẳng hạn là 4 đi, đi phân tích đây bằng 5 đi. Đấy, vẫn chưa đúng. Đi tìm cái điểm 4 này, nào xong không này. Ở dưới vẫn nó còn chưa in được ra đây. Header data à đây. Anh em mình thường một xuống ra một vị trí này. Thử lại đã. Print block rồi. Tính lại nhá. Rồi. Trong quá trình tính mình bị sai clip block này. Tạo đây. Nếu chuỗi có độ dài không thì anh em mình có thể in cái chuỗi này ra nhá. Mình sẽ để xem trong quá trình tạo này. Đây, 4 số 0 và 5 số 0 đúng rồi này. Tiếp tục, anh em mình sẽ kiểm tra trong cái giá trị in cái giá trị này ra ngoài. Chuỗi different string, difficult string với temp p với str của vị trí của chuỗi này sang chuỗi này bằng không. Chứng tỏ là nếu mà nó không tìm thấy nó giả về mặc định giá trị không. Đúng không? Đây này. Nếu không tìm thấy nó cũng chả phải mặc định không. Anh xem lại str NC đã. Nó in ra là cái chuỗi đấy. Để viết chặt chuẩn mình cái library đi. Đây này. Trả về con trỏ. Một lần tiên hoặc là null. Null nếu không tồn tại rồi thì chúng ta khác null thôi. Thứ nhất là nếu đây thằng này nó trả với con trỏ về phần tử đầu tiên được không, có nghĩa là nếu thằng này null
Và chảo vào cục phân tử đầu tiên, nghĩa là cái chuỗi đầu tiên đâu nhỉ, của T1P cái đây đây, nó chảo chảo vào cùng một vị trí với cả cái chuỗi chúng ta đang xét thì chúng ta mới tính, còn nếu không thì chúng ta ok sẽ thử lại nhé. Đến đây bị dừng rồi, không phải dừng mà nó đang đang tính đấy, mình sẽ giả sử với giá trị thấp hơn thôi. Không tính được, dài quá. Đấy. Tính nhiều quá không ra. Nhưng mà khả năng cao là do này sai. Đầu tiên là kiểm tra liệu xem thằng này khác nước không này. Và giá trị này bằng với cả temporary, có nghĩa là hai con trỏ trỏ vào cùng một vị trí. Theo lý thuyết thì đây phải đúng, tại vì hàm này nó sẽ giả với con trỏ ở xem và giả với địa chỉ ở trong mảng đấy. Thôi mình tự tự tìm thôi, tự tự làm một cái hàm thôi. Bool is pre-substring ấy chẳng hạn, mình không không kiểm tra này nữa. Substring của chúng ta chính là cái string khi chúng ta tạo difficulty. Ta sẽ tính khó thế. Nào tính hơi lớn mà không ra.
trở lại không, cái hàng này mình mới sai. Đúng rồi này. Nãy giờ em không thấy cái màn hình đen lúc chạy cái cốt đây, không thấy. Không thấy á. Vâng, thầy mối chắc cũng quanh kiểu đang chưa chạy. À, chắc anh xe nhầm. Xin lỗi. Phải xe cả screen. Xin lỗi, xin lỗi. Nghe anh nói cứ thế chả thấy mình đen đâu, cứ thế. Đây, 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 đây. Đây nha, string. Yes, này. Không có một. Đâu, đúng rồi. Với cơ bản hàm này, hàm tính kiểm tra này là đúng rồi. Mình có thể làm một cái trong cái quá trình tính này, mình thể in ra hai cái nhau. Và mỗi lần tính thì anh em mình hãy cho nó slip đi xuống đây đi để mình còn kiểm tra ấy mà. Đừng slip ở trong thư viện nào nhỉ? Window.h. Đây là nó tính bị sai thế này. Tính string hash bị sai này. Tính giá trị băm. Ủa? À đây. À, toàn bộ chỗ này thì anh em mình phải đưa vào trong làm này. Đấy, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Giá trị string get nốt vào đây. Giá trị body get nốt vào đây. Đấy, thì chúng ta sẽ tính này. Đầu tiên là tính giá trị nouns này. Đưa data private hash và string nouns vào này. Xong rồi thì tính cái giá trị này. Đưa thêm temporary. Đây nó mới thay đổi dần dần này, thêm mỗi lần giá trị nào thì nó sẽ thay đổi một lần. Rồi bây giờ anh em mình thì không phải in ra nữa, mà không phải slip lên nữa. À, với difficulty bằng 2 thì chúng ta tính cái này. Difficulty bằng 5 thì chúng ta sẽ có header bằng 245 đây. Tính anh phép. Giờ anh em mình thử với difficulty bằng 7 đi. Sẽ mất bao lâu ra được. Không tính được. Dài quá. 6 ấy. Dài quá để tính được. Đi phần tìm bằng 4 đây. Đấy thì để tính thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà có mỗi một vấn đề là nếu mà cái giá trị này mà cái giá trị nào sẽ lớn quá, tính lâu quá không ra nó sẽ báo lỗi. Thì tính nó mất thời gian quá nó không ra mà. Hiện giờ là bước giá trị đi phương tìm 1 năm mà đang bị lỗi này. Lỗi là do nó tính lâu quá, không tính ra được thôi. Bình thường giá trị này thì mình sẽ còn phải thêm cả giá trị là timestamp, có nghĩa là mốc thời gian.
máy mình đang ở thời gian nào thì anh em mình sẽ nối thêm một chỗ đấy vào. Đây, cái giá trị này nó sẽ đảm bảo thay đổi theo mỗi lần. Dùng ngôn ngữ khác thì nó đỡ hơn, thằng C này thì nó tính tính một thời gian mà không tính được thì nó sẽ báo lỗi. Dùng ngôn ngữ khác thì mình 43 thì nào sẽ tính nó rất nhanh, cái này là 41.000, cái này là 2.969 nó ra đây. Đấy. Anh mình thêm một giá trị thời gian nữa, mốc thời gian nữa. Ở đây anh em mình thêm một giá trị timestamp nữa. Rồi anh em mình cũng nối nốt cái giá trị timestamp đấy vào. Và anh em mình cũng tính cả cái giá trị timestamp đấy. Thì nó sẽ kết quả nó sẽ khác nhau qua mỗi lần. Mọi người có câu hỏi thì về bài này nữa không? Cần code không? Y hệt code lần trước nhưng anh chỉ thay đổi mỗi thằng này thôi nhé. Trước anh up code lên đầu ấy nhỉ.